Nên cũng không bằng. Đi vào đây là nó tinh tấn đúng không? Đúng rồi. Bà Hà Nội về hôm nay là quá thanh thản luôn. Quá thanh thản, quá sướng hả? Hôm nay được gặp thầy cái con đường phước lành của thầy no rồi. Khỏe lên đấy. Ở nhà thì chủ yếu A Di Đà Phật. Chào thầy. Cô nhá. Dạ. Con chào bà nhá. Dạ. Cố gắng lên nhá. Dạ. Thân mến chào toàn thể các chú anh chị và các bạn quay trở lại với video tiếp theo của em dâu. Thì ngày hôm nay em dâu có lên trồng một cây hoa mẫu đơn. Đấy. Thì hôm nay có thầy Hùng thầy về thì trồng cho em dâu cây hoa mẫu đơn để đưa lên trồng. Thầy Hùng và chú Tiểu Sô-cô-la đấy. Có đủ không thầy? Bê bê hết cả lên luôn chú. Bê đổ hết lên trên thân mình san ra. Có cho thêm cát vào được không thầy? Được bê mài bê nè. Thì ngày hôm nay là anh chị Hạnh Phùng ở Hà Nội vào. Thì ngày hôm nay sẽ lên danh sách cùng với anh chị là đi phát 100 bao gạo với lại 100 thùng mì tôm cho bà con ở khu vực huyện Gia Rai. Đây là khuôn viên của nhà em dâu, nhà cô chú chị. Hôm nay em dâu sẽ quay sơ qua ở trong nhà cho cô chú chị xem. Đấy, hôm nay thầy Hùng đến giúp em dâu láng lại cái nền ở trên và trồng lại một số cây. Đó, trồng những cái cây để cho nó xanh tốt. Đặc biệt là hôm nay em dâu sẽ cùng với thầy Hùng là sẽ làm cái mặt bằng ở trên này. Đó. Để mai mốt có điều kiện thì có thể làm một vài phòng ở trên này để cho khách ở xa về có chỗ ăn chỗ nghỉ. Đấy. Nguyện vọng là như thế mà không biết là có thành hiện thực hay không. À thầy ơi, thầy có cái bao này dễ bèo cho tốt không? Dễ bèo mùn hết rồi. Cái gì? Cái này ngày xưa để chuyên để bó cây, chiết cây đó. Có cần cho vào không? Cái này là chuyên để chiết cây đấy, bó cây đấy. À. Để trên mặt. Đấy, em dâu cũng tập tệ chơi cây cảnh thôi cô chú anh chị ạ. Đấy. Đây là cây gì cô chú anh chị có biết không? Cô chú anh chị nào mà biết cây này là cây gì thì comment ở dưới cái bình luận để cho em dâu biết nhé. Chỗ này sẽ làm mấy bậc lên thầy nhờ? Chỗ này làm mấy bậc lên nhờ? Đấy. Diện tích ở chỗ này là rộng 3 mét. Dài 6 mét. Em dâu đang nhờ thầy Hùng là thiết kế set up lại, design lại cái khu vực này. Đó, để lát gạch hoa này. Rồi tới đây nếu có điều kiện là sẽ làm một vài phòng ở đây. Đó, một vài phòng ở đây để cho các cô chú Phật tử ở xa về chơi. Ở nhà em dâu thì có chỗ ăn chỗ nghỉ. Và khu vực bên dưới này thì em dâu sẽ thiết kế cái hồ cá coi. Cái hồ coi này sẽ làm một khu vực ở dưới này. Đó. Ở đây là sẽ là cái thác chảy xuống đây. Cái thác sẽ nằm ở khu vực trên này chảy xuống cái hồ cá coi. Đó, khu vực dưới này là sẽ làm hồ này. Bên trên này là sẽ làm đang định tính sau này sẽ làm cái nhà rông. Một cái nhà rông mà mái cao tầm độ 5 6 mét mới đẹp thầy Hùng nhờ. Mái cao tút lên trên này. Đó, cái mẫu đơn này thì em râu đã đánh từ con tum về. Rất là lâu rồi, cây mẫu đơn cũng theo chân cũng rất là lâu rồi. Đó, rất là đẹp luôn chú chị ạ. Đây là một cây xanh Nam Điền này. Có cái bể chảy rất là đẹp luôn. Có thiếu, liệu có thiếu mặt bằng liệu thiếu không thầy hay là vừa?
Chú Xuân là bê cái cục này vứt dưới này. Bê cục này ném xuống dưới để mình lấp lên luôn. Lấp lấp cái đó luôn à? Ờ lấp luôn. Để em đào cái cục khoảng này em nhấc lên. Đó, chỗ này em râu sẽ thiết kế mấy cái bậc đi lên được khu vực này. Đó, tổng thể này có chú chỉ có thể nhìn thấy này. Đó. Đó, của chú anh chị có thấy là thầy Hùng là ăn chay mà thầy làm rất là khỏe luôn. Đấy, ăn chay. Thầy ăn chay trường cũng 15 năm nay rồi cô anh chị ạ. Đấy, thầy rất là khỏe luôn. Cứ nói là ăn chay là không có sức nhưng mà đây, người thực việc thực. Nhưng mà mệt quá thì nghỉ thầy nhé, không nên cố hay chưa? Hôm nay có vẻ lạnh hơn hôm qua sao nhỉ? Gió nhiều hơn thầy nhỉ? Vậy là cái chỗ giếng này là xây lên làm cái bàn uống nước luôn thầy nhờ. Xây cao lên tầm bao nhiêu thì vừa? 70 à? Cả nắp nữa, hoàn thiện 70. Cái nắp này chắc bỏ hay là để cái nắp này lát thì hoa? Đây. Nó bỏ trên chứ. Bỏ trên là mình ốp gạch ở trên á. Không phải chán. Cũng được. Còn không thì thay mua cái nắp khác nhờ. Xô lại đi trên đất vậy hả? Dạ. Sỏ đỗ đôi dép vào không? Để đó, đi trên đất mà. Có lấy đôi dép không? Không cần, không lấy, cần. Lấy cho đôi dép. Không cần đâu. Thầy. Không cái toang chân rồi đấy. Đấy. Chỗ này mà nếu mà làm lên một cái nhà rông ở trên làm hai phòng thoải mái như thầy nhờ. À, chiều dài ngang của nó 3 mét mà dài 6-7 mét mà. Thoải mái. Mấy hôm mấy chị mấy anh về đây nhà cũng chật không còn chỗ, cố gắng làm thêm cái chỗ này. Nhưng mà mấy cột gỗ kia này về kêu thợ mộc nó chà nó bào chắc cũng, chắc trong năm này sợ chưa xong rồi. Người nào việc ít đấy, họ làm cho nó nhanh lên. Khoảng 10 triệu, khoảng 13 triệu coi xem nhanh không? Nhanh không hả? Thế à? Ý là đáng là khoán 10 thì mình khoán hẳn 13 cho nó nhanh hả? Đấy. Thầy Hùng đang bày cho em râu cách thao túng tâm lý một con người dùng tiền để mua chuộc. Ây da, chết rồi. Thầy này xui em râu kiểu này thời chết. Thời này cũng vậy chứ. Thời này thế à? Tức là ta có thể dùng tiền mua chuộc. Không phải thao túng. Mình cho tăng cái đồng lương cho họ nên chỗ đấy để đấy họ có cái động lực họ làm thế. Ý là thầy ví dụ như thầy làm cái sân này 1 nhưng mà phải đưa thành 2 cho thầy để cho nhanh gì. Tăng tốc. Bây giờ cần tiếp. Chú sô cô la tí chiêu thầy Hùng chú đang rất là buồn cười. Khi thấy em râu trêu thầy Hùng là chú sô-cô-la có vẻ hoan hỉ buồn cười quá. Nhưng mà người Nhật ngày xưa là người ta cười là cũng không được lộ xí đâu.
tức là cười chúm chím họ cau thôi, không được cười bung cười xòe như vậy đâu. À, em dâu có chiếc xe beo kìa, cô chú anh chị nào mà thích cái xe beo này gọi điện cho em dâu nhá, em dâu để rẻ cho. Xe beo cổ. Xe này có điện không? Có chứ. Xe beo cổ mà giờ đã phát nổ ngay. Beo thời xưa đấy. Xe này ngày xưa nguyên độ với bao tiền? Nguyên độ có đồ chơi với mười mấy triệu này. Giờ là hết là chơi bời rồi. 3 triệu là hết đắt. Rồi 3 triệu với nhôm nhựa thôi nhỉ. Đấy giờ chỉ 3 triệu thôi. Ô dây thì có điện đấy nhá, cẩn thận nhá. À lúc nào đóng điện mới có chứ giờ hiện tại chưa có. À thầy Hùng ơi. Thầy bố trí cho em dâu cái dây điện làm sao cho hợp lý với lại này. Đây nhá, khi cái nước lên bơm lên kìa là mở cái này ra là mình dăm một đường ống cho đây để tưới cây được không? Mua một cây ống nhỉ? Ừ. Nhưng mà làm sao hay là thầy hạ thấp xuống như thế nào? Để cho nó gọn gàng mà mỗi lần mình tưới tắm bơm nước bơm đồ nó dễ. Rồi thì cái đường ống này như thế nào? Xử lý làm sao này? Để cho mà rồi mỗi lần mình bơm nước nó dễ dàng hơn. Đấy, khi mình xây lên mình làm cái ô cửa không? Bên hông thì phải không? Hay như thế nào? Đúng rồi. Làm ô cửa mình đóng để kéo bơm. Và cái nắp này là lúc nào mình gấy là mình lại vần nó ra. Ừ. Bình thường lại làm bàn ống nước được. Đấy, mình phải chơi kiểu đấy nó mới thuận tiện. Đồ ăn sáng là mua để kia nhá. Thì ông làm một tí nữa thì hai thầy trò nghỉ tay ăn, để kia hết rồi. Đấy. Sô-cô-la đã quyết định cởi áo ra rồi. Bung lụa rồi đấy. A Di Đà Phật. Những cái này mà mình ấy lên liều sau nó có sụt không thầy? Những cái rác này xuống đây sợ sau là nó đầm đầm đi. Nó tiêu hao đi nó sụt không? Đầm 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 đi. Đầm là có rác nhặt. Mấy cái ống đấy là chú rút ra ngoài đấy luôn này. Lôi đẩy ra ngoài luôn. Đẩy ra. Liệu có thiếu đất ở trên này không thầy? Đủ không? Đủ không? Đủ không? Đấy, cái tầm này thì không cần cao quá. À. Chỗ này làm một cái nhịp lên thì đẹp, đúng đẹp nhờ? Đúng rồi. Ờ, cái mít này em râu đánh về cũng khá lâu rồi. Đợt vừa rồi là cắt hết lại tay cành nha, cô chú anh chị. À, đợt trước là như năm ngoái là mười mấy quả luôn. Năm ngoái là quả rất là sai. Cành rất là rộng nhưng vừa rồi em râu hạ lại cái tàn để lại uốn lại cái form để cho cây nó gọn lại một chút. À, trong đời thì Hùng làm nhà đã làm cái nhà cao tầng nhất là bao nhiêu lầu? 4 tấm à? À thầy Hùng là ngày xưa là cũng là một chủ thầu của chú anh chị ạ. Chuyên nhận những cái công trình. Đấy. Ở khu vực Tây Nguyên này là cô chú anh chị nào mà làm nhà yến thì cứ gọi thầy. Thầy cũng làm rất nhiều cái nhà yến này. Nhà Thái, nhà kiểu Nhật thầy làm được hết. À thầy làm thì giá cả phải chăng đúng không thầy Hùng nhờ? Nhà nào mà nghèo quá thầy xây xong là thôi thầy cho luôn.
cuộc sống là cần phải có nụ cười của chú anh chị ạ. Nhiều khi phải trêu thầy như thế để lấy cái nụ cười nó hoan hỉ vui vẻ, đúng không chú sô cô la? Dạ đúng rồi, ai đi đẹp không? Cẩn thận nó xuống giếng nhá. Này gió quá. À, xin mời anh chị đi xuống cốc nhé, đây đi đường này. À, sau khi đi về nhầm râu thì mấy anh chị đã đi xuống dưới cốc. À, trong cái thời điểm này thì cũng là trưa rồi, 12 giờ trưa rồi, cũng muộn rồi, bà con cũng thưa thớt dần rồi. Con đường này là dài 300m đấy anh ạ. 300m. À, đây là râu nào đấy chứ? Vâng, nhưng mà đợt đấy là cũng không có phương tiện nào, toàn bằng tay hết đấy mà. Đào đâu rồi? Nhìn không biết tầng cái khôn. Rồi mưa mưa sao còn chắc nặng nó. Cái đoạn đường này nè, anh xem suốt đấy. Dạ. Dâu ơi, thầy Hùng vô lượng em ạ. Tóc mẹ đi. Đây, nhà vệ sinh đây, ai đi vệ sinh thì vô đây. Đấy. Ơ, một tặng áo trắng. Đây, đằng sau, đằng sau. Mà nói là cái đường này á, là dâu và kể cả nhà tắm, nhà vệ sinh đây là dâu làm nhiều nhất. Dâu làm nhiều nhất, đúng rồi. Khí hậu đây anh chị vào đây thấy thế nào? Nó đẹp này, mát mẻ lắm. Quá đẹp rồi đúng không? Đúng, quá thích luôn ở đây. Con người trong này thân thiện. Ngang như là đi du lịch luôn. Đang đi du lịch luôn à? Lịch cũng không bằng. Đi vào đây là rất tinh tấn đúng không? Đúng rồi. Bà Hà Nội về hôm nay là quá thanh thản luôn. Quá thanh thản, quá sướng hả? Hôm nay được gặp thầy cái con người. Con đường phước lành rồi thầy, lo rồi. Không nói. Khỏe lên đấy. Dạ. Ước nguyện ở nhà thì chủ yếu A Di Đà Phật. Chào cô nhá. Dạ. Con chào bà nhá. Dạ. Cố gắng lên nhá. Dạ. À, đường này thì em đặt tên là con đường hạnh phúc chị ạ. Đúng rồi, tuyệt vời. Dạ. Quá viên mãn cái những cái làm được cái đường này. Những chiếc ghế này là một anh trai ở bên London. Anh ấy cũng nhờ em mua cho anh ấy. Và anh cũng không có đặt tên là gì, anh bảo A La Mật, anh chỉ cho ghi chữ A Di Đà Phật thôi. Dạ. Dấu tên. Dấu tên. Tức là người ta làm theo kiểu Ba La Mật. Chỉ có làm cái công việc đó thôi. Ví dụ như ghế bao nhiêu tiền thì báo cho anh biết là anh gặp người mua người bán là gặp giá như vậy là cứ trở về đây cho anh không cho đọc tên. Vâng. Mát không ạ? Đi đây mát nha. Mát lắm, mát xuống cực luôn. Mình cứ tưởng là thầy ngồi ở cái cốc này. Là không phải. Không, ngày xưa là mới thầy về là ngồi đây. Mới về là không, thầy tập tu ở đây thôi. Trong cái thời điểm thầy tập lúc thầy mới về thì thầy cũng ngồi đây một thời gian. Có một thời gian đầu. Vâng. Cái thời gian thầy về đây thì lúc đấy là còn hoang sơ lắm. Thì bắt đầu mới dựng cái cây Bồ đề các vị. Vâng. Chuẩn bị thầy vẫn trên đường về đã dựng rồi đúng không? Vâng. Chưa về đến đây, à, em râu thì quay đến đầu cửa cốc thôi cô chú anh chị ạ. Bởi vì ở trong là gia đình cũng không cho quay, không quay phim chụp hình ở phía trong. Cô chú anh chị thông cảm cho em râu. Em râu chỉ quay đến đầu cổng cốc thôi. Đó. Gặp thầy được rồi thì... còn cái gì hơn cái quá tận nguyện đấy. Sao thế anh chị nay được gặp chị thầy là tận nguyện chưa? Là phải biết ơn em dâu nhiều nhất. Dạ. Nhưng mà về nhưng mà chị nhá là vô tình được gặp thầy. Dạ. Đúng rồi, đăng ký kênh em dâu. Dạ. Mọi người ủng hộ trang dâu. Dạ. Đây, đến là đầu cốc rồi nhá, em dâu xin là tạm dừng cái video của mình ở đây. Ok, ra đi, chị ra đấy đi. Đây hả? Không ạ, đây là cây nhỏ đây. Đấy, cây này được thầy cầm tay vào đấy. Cái bồ đề này là mấy anh em là thỉnh từ bên Ấn Độ. Đây là cây này là em thao em thưởng anh Tích. Đấy, thì với cùng với em là hôm đấy đưa vào.
thì các anh các chị là đã thỉnh cái cây này ở ngoài Hà Nội mình này. Anh Hạnh này. Mọi người ơi. Cây này là thỉnh từ ngoài Hà Nội vào. Cây Bồ Đề. Vâng, và cây này là thầy Thích Minh Tuệ cho mình đã sờ vào cây này để trước khi đi trồng là thầy mới về đây được mấy ngày đó. Đấy. Là mùa khô đang thay lá. Cây to ở ngoài thì bờ hồ ở dưới cốc thầy thì em Thìn đã cho làm cái lan can rất là đẹp rồi nha cô chú anh chị. Đó. Đây là cái chòi mà cô chú anh chị về đây mà mệt rồi mưa nắng có thể về đây chú. Những cái lúc mà cốc đông ấy là mọi người có thể ngồi đây. Đấy. Thì em không quay lên. Đây này, những cái ghế này cũng có chị Hà Nội này cũng là Mạnh Thường Quân của em râu này. Cũng nhờ em râu làm những cái ghế này để vào đây. Đó. Bây giờ chú bác như này này, đừng có nói trốn chồng chúng con, nó là viên chưa? Thế mà bây giờ mình đang bàn nhau rồi, gửi nhau rồi. Chú anh chị được em râu đưa vào gặp thầy được một tí là rất là vui. Nhà nào cũng không cần ăn nữa. Đây chỗ này mà mệt là có thể ngồi nghỉ đây một xíu rồi đi cũng được, mát mẻ không? Đấy. Nhìn vào lại không thấy mệt. Không thấy mệt nữa à? Không, giờ chẳng có gì mệt. Sao thế chuyến này về đây có cảm thấy vui không anh? Vui vẻ đấy. À. Coi như là trước mắt được nhìn thấy thầy ngồi coi như là hữu duyên, hôm nay thật hữu duyên đấy. À. Nhưng mà quan trọng là phải đủ duyên anh ạ. Mọi thứ là đủ duyên thì mới được đúng không? Ước mơ coi như là ở đây chỉ coi như là được coi như là ngồi trước mặt thầy. Thầy. Tạ nguyện chưa? Này coi như là vui đấy. À. À, cả ngàn người mới được một người đây anh ạ, không phải dễ đâu. Cà phê đây đẹp anh nhỉ. Đó. Ai cỏ bên đây là mọc tốt, đất Tây Nguyên là rất là tốt. Hay sao phim với cỏ lau nhỉ? Đấy, cỏ lau này thì những người thành phố về đây là rất thích chui về đây để chụp hình. Chụp hình cà phê nhỉ? Vâng, cà phê đấy ạ. Ủa, xong cưa lại người ta thuê hết cả rồi, xong cà phê này vẫn đang ra hoa. À, đâu, mới thu hoạch xong đấy ạ. Đây là mới thu hoạch xong ấy. Thu hoạch rồi. Vâng. Chẳng là nhìn thấy nhiều hoa. Đâu, đấy là mới thu hoạch xong đấy ạ. Còn à, Tết xong á, đến cái dịp Tết là người ta tưới hoa nở trắng rừng luôn. Hoa nó sẽ trắng tinh một màu luôn, đẹp lắm. Hoa cà phê này là mật ong ngon lắm đấy nhờ. Dạ. Đó, hay bán mật ong hoa cà phê đó. Tiêu. Sầu riêng. Đây là cái tiêu đúng không? Dạ, cái tiêu đấy. Thế bên này của nhà ai chứ đâu? Của người hàng xóm. Bên này người ta bán trên mình đất, cái này chứ. À, bây giờ là 1:10 rồi. Em dâu cùng các anh các chị đi xuống dưới cốc. Đang đi lên. À, rất là mệt nhưng mà rất là vui nhỉ các anh chị nhỉ. Quá vui luôn. Vui. Rất là vui và không ai thiết gì ăn uống cả. Đi chơi đã. Đấy thì lúc đi anh ở nhà có biết không? Đấy. Không. Đấy dấu này thế vậy. Không. Dạ. Vậy là đi. Vời, nhưng mà lúc nào cũng ủng hộ. Dạ. Lúc nào cũng ủng hộ. Dậy sớm đi giải trốn à? Đấy. Chồng trốn con đi từ 6 giờ. Thế mới gặp may được đấy. Đi từ 6 giờ là còn hôm qua. May mắn mới gặp được Đoàn đấy. Không Đoàn lại tự nhiên đấy. Về nhà gần gũi. Đấy. Đấy. Chị quê ở bên à? Phúc thì quê chị ở đâu? Quê là ở nhà bố mình ở ở Hương Canh. Hương Canh à? Đấy. Ở thôn Lý Nhân đấy. Thầy bảo rồi là kiếp trước kiếp trước là chúng ta là con một nhà thì kiếp này mình gặp được nhau. Đấy, bọn em ở ngay bên Dĩnh Yên. Đây là quê bố nhỉ? Quê bố đấy. Ở xã Phú Xuân. Quê nội Hà Nội đấy. Vâng, quê nội ấy. Rồi, video của em dâu đến đây cũng tương đối dài rồi. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những cái tiếp phim sau. Xin chào mọi người. Cô chú anh chị mà yêu mến thì mọi cho em dâu xin một like nhá. Vâng, mọi người ủng hộ cho kênh em dâu nhá. Tuyệt vời lắm ạ. À, cảm ơn cô chú đã xem hết cái video của dâu. Thì qua cái kênh của dâu thì dâu có bán một số những hàng nông sản. Thì cũng mong là bà con cô chú ủng hộ cho dâu. Trên kênh của dâu thì có bán mật ong. Mật ong gồm có 5 loại.
loại đặc biệt là loại mật ong ruồi đó, sau là mật ong khoái, mật ong hoa đắng, mật ong hoa cỏ xuyên chi và mật ong cà phê, có 5 loại. Ngoài mật ong ra, Lâm còn bán tinh bột nghệ để dành cho bà con uống chung với lại mật ong vào những buổi sáng. Đấy, pha mật ong với lại tinh bột nghệ uống dành cho bác nào có hiện tượng đau và trào ngược dịch vị dạ dày. Ngoài những mặt hàng đó thì còn có rất nhiều mặt hàng như là trà thảo mộc. Đấy, trên tay Lâm đây có trà mãng cầu này. Đó. Trà mãng cầu thì có 2 loại bác nhé. Các bác là mua loại thượng hạng và loại bình thường. Đó. Giá cả làm sao, như thế nào thì số điện thoại em đang ghi ở màn hình, các bác có thể IB qua. Ngoài trà mãng cầu ra còn có trà lá ổi giúp thanh lọc cơ thể này, giảm tiêu, làm hỗ trợ được tiêu hóa, là đẹp da này. Đặc biệt bác nào bị triệu chứng như là giảm mỡ máu, tiểu đường, giảm cân rất là tốt cho cô chú anh chị nào có nhu cầu muốn giảm cân. Trong đây thì có 20 túi lọc rất là tốt, và công dụng như thế nào, tốt như nào thì các bác ấy cứ nhắn qua cái số điện thoại ở dưới, em có thể tư vấn trực tiếp cho các bác. Song song với những sản phẩm trên, em còn có một sản phẩm nữa là củ tam thất. Đó. Củ tam thất này về các bác có thể ninh với gà rất là tốt, và rất nhiều công dụng khác nữa. Đấy, củ tam thất nguyên và bột tam thất xay sẵn cũng có. Ngoài những mặt hàng còn rất nhiều mặt hàng như là hạt điều. Đấy. Hạt điều rang muối, hạt điều có rất nhiều loại. Hạt điều rang muối này, bì 500g. Đấy. Rồi đây là trà, trà gạo nứt, đậu đen, lá thảo mộc đun và ấm siêu tốc uống rất là tốt. Đấy. Rồi hoa đu đủ đực đó. Rồi thì hoa tam thất. Đấy, hoa tam thất các bác nhé, hoa tam thất rất là tốt. Bác nào mà làm công việc cường độ thì dùng cái loại hoa này rất là tốt, hãm thay nước trà hàng ngày. Rất nhiều các loại thảo mộc như là chè dây này, chè dây cho bác nào mất ngủ này đó, bác nào mất ngủ hay mất ngủ đó căng thẳng rất là tốt cho bác nào bị đau dịch vị dạ dày. Thì qua kênh cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị trong cái thời gian vừa qua đã theo dõi kênh của Dâu và có mua hàng ủng hộ cho Dâu, thì cũng trích một phần nhỏ để đi làm từ thiện. Qua đây cũng cảm ơn cô chú và các bác rất là nhiều đã quan tâm đến kênh của Dâu và đã mua hàng ủng hộ cho Dâu. Một lần nữa xin chào và hẹn cô chú vào những video tiếp theo. Bye bye.